Rồi, xin chào anh em. Thì tối nay em test nguyên bộ combo lại thì bác khách ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh đã chốt đôi loa Onkyo D1000 và con Amply D5500R2 la mã. Thì bác muốn lấy thêm một con CD kim giải mã ha, thì em giới thiệu cho bác luôn là con D5500RE. Em có giới thiệu hôm trước về chức năng chơi giải mã DAT qua PC, máy tính laptop. Thì hôm nay em test luôn cái phần còn lại là phần giới thiệu chơi liên tiếp tục một cái chức năng nữa là chơi USB phía đằng trước ha. Riêng về chơi giải mã qua Smart TV cộng Optical thì chúng ta khỏi phải bàn rồi à. Và đây là con khiển riêng của nó kèm theo máy. Riêng cái con khiển riêng của thằng CD này á thì nó chơi được tất CD ha, và nó chơi được cả lớn nhỏ cho con âm đi luôn à. Thì rất là tiện và dụng khi chỉ cần cầm một cái remote thôi, điều khiển cả nguyên cái bộ dàn của chúng ta à. Đây em màu lớn nha à. Và đây là em đang chơi giải mã từ Smart TV xuống con 1500RE nha. Và dây cổ thì bác khách lấy nguyên một bộ vàng thì em sẽ tặng luôn một cặp dây Mỹ nha. Dây Mỹ em đang chán chơi nè, chịu giờ em test nè. Dây là 800.000 à, và một cặp dây AV thì em đang test dây AV 350.000 của Ý thôi, còn tặng cho bác là dây của Mỹ 500.000 nha. Đó, thì với bộ vàng này chúng ta ghép có thể chơi được đa theo loại nhạc à. Từ nhạc vàng, nhạc trữ tình thì đều nó thể hiện được tốt các bài dãy đi với nhau à. Riêng về con đàn ông 1500R2 la mã này em biết rồi, chơi khá là khỏe ha. Đó. Và đây là em đang chơi chức năng từ Smart TV nha, anh em nghe thử nha. Rồi, và bây giờ em sẽ bấm qua chức năng chơi USB phía trước nha. Trên cái remote nó có cái nút sột ha, em sẽ bấm vào. Trên màn hình nó sẽ hiển thị chuyển qua cổng USB. Đó, ha. Nó có tên bản nhạc nha. Và bây giờ em sẽ play, mà anh em nghe thử một bản nhạc trữ tình nha. Anh theo đám mây trôi chiều hoa.
Em xin kết thúc. Thì đối với bộ ghép như thế này, chúng ta hay chơi đa thế theo nhạc, tiếng rất là khá anh em nha, bài dãy rất là chi tiết và rất là đều. Vì em này có một cái mid mid dom và bass mid luôn, thì nó tiếng nó rất là rộng ha. Và bass một củ bass khá là to và nó từ kép cho nên rất là mạnh ha, kèm với cái thùng thiết kế theo thùng mà dạng lo cây nên tiếng rất là mạnh khỏe nha. Rồi tới đây thì đối với đời nông ngàn rưỡi rồi 25 mã em vẫn còn hai con tuyệt đẹp, hai con tuyệt đẹp anh em nhé. Giá vẫn là nếu anh em lấy máy không là 12 triệu đồng, kèm remote thì là 12.400.000. Đó, anh em nào không lấy remote thì trừ ra. Rồi tới đây em xin kết thúc, và anh em nào có nhu cầu những sản phẩm còn lại thì hãy liên hệ cho em qua số điện thoại 0343612345. Tới đây em xin kết thúc và xin cảm ơn anh em rất nhiều.